Chào các bạn, hôm nay tôi trình bày một cái vấn đề mà những người dùng Creo, đặc biệt là những người mới dùng mà cảm thấy đôi khi là khó chịu, thậm chí là hoang mang, là cái việc chọn cái hướng nhìn khi mình giải phát 2D. Thì tôi dùng cái file tên là SketchView nhé, trong phần là số 3 Solid để tôi trình bày. Khác với những phần mềm khác, thông thường khi mà những phần khác bằng giải phát á, thì bạn chọn bằng giải phát xong á, thì nó sẽ có một cái nút, ví dụ cái nút ở cái vị trí này hoặc vị trí này nè, nó giống như là những cái cho mình phép mình là xoay dụ 90 độ, 180 độ để mình điều khiển hướng nhìn của sketch của mình các bạn. Thì trong Unreal không có chuyện đó, và nó buộc mình là phải định cái hướng nhìn đó ngay khi bắt đầu giải phát luôn. Thì bây giờ tôi ví dụ nha, tôi mở lại cái sketch đã có đây, tôi edit lại chỗ này nè. Thì khi bạn vào môi trường giải phát như thế này nha, mà mình nhấn nút sketch view á, thì đôi khi bạn thấy trước giờ mình làm là gì, mình cứ để 3D như vậy, hoặc nếu không thích á thì mình để nhìn lên một cách là sketch view. Còn nó sketch view như thế nào á là cái việc đó là mình không kiểm soát được. Có đôi khi nó làm hướng này đúng không, nhưng có đôi khi nó muốn á thì nó làm hướng này các bạn, dù nó nằm ngang như vậy nè, hoặc có đôi khi nó nằm hướng này, hoặc có đôi khi nằm ngang như vậy luôn, nằm ngang như hướng này, hoặc thậm chí có khi là gì, nó xoay 180 độ nó nằm như vậy đó, nằm trong này các bạn. Thì nếu mình chưa có biết qua đó thì mình nghĩ ra nó ngẫu nhiên, nhưng thật sự là trong Creo các bạn nó cho phép mình là tùy chỉnh được cái hướng nhìn đó. Ví dụ bây giờ nha, tôi chỉnh bằng cách nào, thì tôi vào cái thẻ cái setup nè, đây mặt này là mặt giải phát đương nhiên rồi, nhưng mà ở đây các bạn thấy là cho mình hướng nhìn, ví dụ như đang để như vậy nha, mà tôi muốn để hướng nhìn tôi á là nằm như vậy nè, tôi muốn nằm như vậy đi. Thì nếu tôi nằm như vậy á thì các bạn xem nha, lúc đó cái mặt này của tôi nè sẽ là mặt right, hoặc là nằm như vậy á thì cái mặt này nè nó sẽ là mặt top, hoặc là cái mặt này nó sẽ là cái mặt là bottom, hoặc là cái mặt này nè các bạn nó sẽ là mặt left. Thì các bạn thấy nha, ứng với một mặt mình chỉ định nó được phép rõ ràng nè, nó là top nè, bottom nè, left nè, right nè. Cho nên trong tình huống tôi muốn để nằm hướng này á thì tôi có thể là gì, tôi remove cái này ra một cái nha, tôi chọn cái anh này và tôi yêu cầu là gì đây, tôi yêu cầu nó sẽ là mặt right cũng được, hoặc các bạn không thích các bạn có quyền là remove cái này đi, các bạn chọn cái anh này bạn gán cho nó là mặt top cũng được, hoặc các bạn có thể là remove cái này đi, các bạn chọn cái mặt đáy này và các bạn gán nó là bottom cũng được các bạn. Nè, mình sketch như vậy, các bạn có đúng nha, mình sketch view nè, nằm đúng hướng như vậy. Đó là trong tình huống là mình chọn mình vẽ nha, còn gì mình vẽ mới thì làm sao, tôi tự như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ tôi giả sử tôi muốn vẽ một cái mặt bên đây nha, một hình bên đây nè, thì tôi làm sao, tôi có thể là tôi cũng extrude đúng không, tôi chọn mặt giải phát là mặt này và sao đây nè, nằm như vậy đúng không nè. Nếu muốn nhìn ra hướng này á, nhìn như vậy á, thì các bạn đó là flip mũi tên lại, tại vì mặc định mũi tên màu đỏ đỏ như vậy là nhìn vô như vậy các bạn nè. Nếu các bạn muốn nhìn ngược ra các bạn là flip mũi tên lại. Rồi, khi chọn như vậy, nếu như tôi muốn nằm ngang như vậy thì làm sao, nằm như vậy thì có ra anh là mặt trên đúng không các bạn, là mặt top nè, tôi cũng phải là chọn là tôi demo đi, tôi chọn anh này, tôi yêu cầu anh là gì đây, anh là anh bên left của tôi nè, chọn anh này một cái tôi cho là left nè, thì anh sẽ xoay về vậy rồi nè, và cho mình nha, mình đồng ý đấy. Tức là các bạn hiểu nha, trong Creo nó không cho mình cái việc là lít linh hoạt ở đây, và nếu mình muốn thì có thể là mình sẽ xoay bằng cách là mình quay lại cái setup này, mình chủ động mình chọn. Còn nếu mà đã chọn như vậy rồi đúng không, mà các bạn xem thử nha, tôi không muốn left đúng không, tôi chọn là top, nó xoay động luôn nè, đó như vậy đây, nó xoay động như vậy đó. Rồi có một cách khác nữa mà đôi khi hồi xưa khi mà chưa quen á, tôi cũng hay xài, tức là sao, tôi tạm thời là tôi để tiết diện 3D, tôi dựng trước một số cái tiết diện, một số thứ cơ bản thôi, để tôi ước lượng, tôi án định được cái vị trí tương đối của nó so với những cái đã có, để tôi định hướng nhìn bằng cách như thế này. Ví dụ như giờ nha, tôi vẽ cái này đi, nhưng mà tôi đang để như vậy đi, để tôi insert nó vậy nha, ví dụ tôi chưa có nó đi, tôi insert kia đi. Rồi giờ tôi vẽ nè, tôi vẽ anh này, nhưng mà tôi không có về cái môi trường 3D liền các bạn, sau đó tôi không về trường 2D liền, mà tôi vẽ đại cái thế này nha, tôi reference cho anh này đi. Rồi. Tôi cũng vẽ đại cái vậy cái nè, đó tôi vẽ như vậy, sau đó tôi vẽ một hình chữ nhật thế này, cái đánh then á, tôi vẽ như vậy nè,
Đây, để làm chi? Để tôi biết được cái vị trí tương quan của nó so với cái đã có trước đó. Lúc này tôi quay về hướng nhìn sketch view đúng không? Thì lúc này nó nằm hướng này. Dù nó nằm như vậy hay là nó nằm dù xoay ngang thế này đi á, thì tôi cũng đã biết việc gì rồi. Biết được cái hình dạng của nó, cái đặt này chắc chắn nó phải nằm hướng nào, nó phải nằm là chút xuống dưới đúng không nè? Chút dưới rồi. Tôi biết được như vậy rồi á thì tôi có là tôi sửa kích thước, tôi sửa những cái phần còn lại của tiết diện này trong cái môi trường là 2D mà để chứ đừng dùng góc như vậy. À, thì đó là cái kinh nghiệm nhỏ như vậy thôi. Nếu như mình là quen hoặc mình chủ động cái việc mình chọn hướng nhìn cũng được. Còn nếu không thì là mình cứ vẽ trước một hai cái đường cơ bản để mình định cái vị trí tương quan của nó so với những cái hình biểu diễn còn lại, những cái đối tượng còn lại trong cái model của mình. Rồi mà sau đó mình mới chuyển thẳng về 2D mình dựng tiếp. Đó là một số kinh nghiệm của tôi như vậy thôi. Để có thể mình sẽ quay về lại hết nha, mình đưa nó về lại nè. Rồi, cảm ơn các bạn.